Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nữa mọi người. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến một chương trình, đó là đập ngừa tối phiến kháng tất cả nha mọi người. Và mục tiêu ra nữa mọi người, mục tiêu Khải được danh sẵn rồi này. Thì vừa rồi Khải có đọc sơ qua nguyên liệu của nó thì đổ lên từ cấp 0 lên tối phiến cấp 1 thì sẽ sử dụng đến một tối phiến thạch cấp 1 và kèm với một tam sắc thạch, kèm với 500 xu và 2 ca vạn. Thì bây giờ Khải cũng đã chuẩn bị được nguyên liệu, cũng được 4 lần đọc. Bây giờ chúng ta cũng chuẩn bị 4 lần đọc và cùng chờ đợi xem thử sẽ như thế nào nha anh em. Đổi ít xu à. Một lần đọc là 2k vạn đây mà. Lần đọc là 2k vạn kèm 500 xu. May mắn này, mịt đã may mắn. Hai mang mịt đã may mắn vô. Rồi. Để thừa đó đây. Rồi, chuẩn bị đầy đủ nè. Đến công đoạn này dứt thôi nè. Anh em đang xem cùng nhau đỡ lại một like chia sẻ ủng hộ video chơi và như đừng quên nhấn vào nút like chia sẻ ủng hộ video chơi nha mọi người. Cánh thiên sơn quá tử ạ. Thiên sơn. Ok. Thiên sơn nè. Là mình quá tử ạ. Qua bên kia là mình quá tử ạ. Qua bên này bờ tơ xe là mình quá tử nữa anh em ơi. Mình mánh các kiểu rồi cho cái tỷ lệ nó sẽ tốt hơn. Thử này. Ok. Là mình quá tưởng như nào mà thiên sơn cắn rồi nha. Quá tưởng nè. Rồi. Let's go, let's go. Boss nè, lần bài boss chắc ít không đánh anh em ơi. Mình boss ít không thì đánh. Rồi quá tưởng cắn rồi nha nè. Ít không sẽ đánh. Hiện tại là mình boss thì vừa rồi anh em mới đưa cho thêm xíu nữa mười mấy con này. Đợi đánh tống kim vài hôm nữa anh em ơi. Rồi hãy đánh lần bài boss cho anh em xem. Rồi, ép anh em ơi. Lên lên rồi, con lên rồi. Rồi, trước khi ép và lái ngựa ra nha anh em. Sẽ đồ khái này, mày đây hiện tại đang 5 kỹ năng đạt móc 81 nè. Đang định thêm đến cái phi phòng nữa. Đó, nhu tình. Đó, sẽ nhu tình mát. Cục phẩm. Nhẫn kim quang, kỹ năng 1 cấp. Và tay kháng lôi. Nón thủ lý làm chậm, đang thủ lý làm chậm, dây chuyền làm chậm, 80 chậm như nè, 80 chậm, 80 chón. Đó. Khả mang cái nhẫn chón kháng họ nữa là 120 chón, nhưng mà khả năng mang kim quang, kỹ năng 1 cấp nè. Rồi. Kim cấp 1. Tỷ lệ thành công 20%. Lần cấp 1 rồi nè bạn. Thành công. Đó. Một phát. Một phát. Rồi tiếp tục cấp 2 nè mời. Phát 1 đầu tiên hay quá nè mời. Ok bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phát thứ 2 nha mọi người. Ok. Thứ 2 nha nè mời. Thứ 2 nha nè. Thành công cấp 1. Wow, thành công. Cấp 2 chúng ta sẽ đập 3 cái nữa. Đã lên kháng được kháng cả 1 vậy nè. Thôi phiến. Bắt kim 2. Thì lần trăm tiếp tục vẫn 20%. Thất bại. Lần này nâng cấp thất bại một điểm số nguyên liệu. Ok. Tiếp tục nhanh lên. Thất bại lần 2 rồi. Quên lòng 1 rồi, tiếp tục đi ép tiếp tục nha nam. Anh em đang xem cho một like ủng hộ chơi nè mời, anh em đang xem cho một like ủng hộ chơi nè mời. Xịt cấp 1 nè anh em ơi. Buồn gơ gốm.
Ok, cấp 2. Ui, quá đẹp. Quá ok luôn. Đây phải làm thêm bộ lên cấp 3 thôi nè Mai. Nhưng đây lên cấp 3 nha Nam. Anh sẽ đi lấy thêm bộ thị tinh nữa. Hai bộ thị tinh nữa. Rồi, hết 6 cái vạn rồi. Tiếp tục tên này họ ít xài đến. Nhiều. Đọc luôn. 3 nè. Cấp 2 rồi nha em ơi. Lên cấp 2 rồi nha mọi người. Quá ngon luôn em ơi. Đang xem like một like chia sẻ ủng hộ cho em ơi. Nghiệp cái hồng minh thật rồi. Tham sức thật rồi. Vậy tiếp tục là 5 lần đọc nữa nha Nam. Lên cấp 3, cấp 4. Mong người thành công lên cấp 4 luôn Nam ơi. Lên cấp 4 được kháng cảnh Nam rồi Nam ơi. Rồi 4 lần. Ừ 80 vạn vẫn rẻ. Rồi 1, 2, 3, 4. Mình sẽ lấy thêm xu. Có thêm 4 lần đọc nữa. Cấp 1, 2, 3, 4 mày. Còn cấp 3 và cấp 4 rồi em ơi. Dạ. Chưa đúng hình rồi. Rồi, đọc cấp 3 nha Nam. Anh em đang xem cho một like chia sẻ ủng hộ cho mọi người ơi. Đọc cấp 3 nha Nam. Mình sẽ đọc cấp 3 một phát. Có 5 cục cấp 3 thôi. Cấp 3 sẽ được kháng tất cả 3 nhà Nam. Ồ, thất bại. Thất bại Nam ơi. Thất bại. Ok, đợi một xíu nữa Nam ơi. Ok, anh em chúng ta cùng tiếp tục đọc một phát tiếp theo Nam ơi. Hiện tại khả năng lên cấp 2 đây. Ngồi nãy mới đi chớ tới 10 giờ đầu đọc tiếp Nam ơi. Hello Hải Yến nha. Tỷ lệ 20% chiến lê đây. Tỷ lệ 20% thôi nè. Hải Yến lên 3 anh em. Lên 3 cũng có cơ hội lên 4 lên 5 chứ. Đúng không? Rồi. Đã là cấp 2 rồi nha Nam. 2% kháng cả rồi. Tục. Bắt đầu ép cấp 3 nè. Đó. Một con ngựa nè. Một thói phiến cấp 3 nè. 2.000 vạn và 500 xu. Một cam tam chất thật tỷ lệ 20% nha Nam. Đồ. Nó thất bại nữa Nam ơi. Càng như như đàn ngay. Hai lần cấp 3 xịt rồi Nam ơi. Đồ. Càng như như đàn người ta. Xịt lên em ơi. Ồ, em đang định gom anh Long ơi. Giờ mà bảo gom giùm anh nữa em chịu luôn á. À, em đang định gom để em đọc đây. Em đang định gom để em đánh cho anh em xem đây. Rồi, tiếp tục. Đó, xịt 2 lần 3 nè em ơi. Còn 3 viên tô phiến 3. Cố gắng lên rồi. Trong 2 lần này cố gắng lên anh em. Cố gắng lên 3 anh em. Có cái gì đó anh em xem anh em. Lên. Một lần đọc tương đương gần 200.000 Việt Nam đồng em ơi. 200.000 Việt Nam đồng nha mọi người. Úi, nó thất bại nữa. Khó vậy. Phát này 3 lần xịt đó em ơi.
ba lần xịt đây. Lần cái ba cái chú lẹ chú lết cái người anh em. Ok, 4 lần lần cấp 3. Vãi lên, 4 lần lần cấp 3 này mày. Rồi, chuẩn bị lần cấp 4, khán giả anh em nào. Có 2 dừng 4 đúng không? 2 dừng 4 đúng không? Ok, 2 dừng 4 sẽ đập được 2 lần nữa nha anh em ơi. Hai lần nữa, ok. Rồi, ok cho anh em. Đó, anh em muốn đập ngựa, khả đập ngựa cho anh em xem đó. Ngại gì mà không một like chia sẻ nữa anh em ơi. Ngại gì mà một like chia sẻ không ủng hộ anh em ơi. Like chia sẻ ủng hộ mạnh dùm khả nha. Anh em đang xem video thì có thể kích vào link bên dưới ghé vào kênh TikTok anh em ơi. Khả hay làm nhạc bên đó nè, như là bán sản phẩm bên TikTok á. Bởi vì anh em qua TikTok xem thì có mua được gì ủng hộ sản phẩm trên TikTok, trên cửa hàng TikTok của Khải giùm nha anh em ơi. Rồi tiếp tục đọc hai cái lên cấp 5, lên cấp 4 là kháng cảnh 5 nha anh em. Chuẩn bị nguyên liệu quá. Ui, đây tốn mười mấy cái dạng rồi anh em ơi. Rồi còn hai phát cuối cùng nè. Hai phát cuối cùng lên cấp 4 nữa là thành công. Đọc lên cấp 5 nữa là lên cấp 5 rồi đọc lên lên cấp 4 là được kháng cảnh 5 anh em ơi. Cấp 4 sẽ được kháng cảnh 5 nha anh em. Cấp 5 sẽ được kháng tất cả 7 mọi người. Thành công dùng tôi cái này nữa, tôi có cơ hội tôi đọc con ngựa lên kháng cả 7 rồi. Rồi đi phải ép với con Tam Sinh Thạch. Còn 2 dân 4 sẽ đọc 2 lần nha anh em. Có 2 dân 4 của Phi Trần gỡ sẽ đọc 2 lần nha anh em. Rồi, 2 dân 4 đọc 2 lần. Rồi Cố lên cố lên em ơi. Anh em đang xem cho một lần hồi chơi em ơi. Rồi ok, kháng cảnh 3 này. Bây giờ đọc lên cấp 4 được kháng cảnh 5 nha nè. 4 tiêu nó đặt quyền cho đó nha nè. Còn cấp 5 sẽ được kháng cảnh 7 nha mọi người. Tới luôn bác Tài ơi. Ok, hai lần. Tỷ lệ vẫn là 20% đã lên nha nè. Shit. Hồi hộp quá nè mày, còn phát cuối cùng nè mày. Shit ta. Ây da, căng như dây đàn người ta. Ây da. Shit. Ai, còn phát cuối nữa nè mày. Coi tô mì tôm ăn xong chưa. Đó. Nhai miếng mì tôm này tiếp tục đập tiếp nè mày. Rồi, tiếp tục nè mày. Còn phát cuối cùng, đó lên cấp 4 nè mày. Cố lên. Này không lên nữa sẽ gom từ từ đánh đập tiếp em ơi. À, tốn tính là mười mấy cái bạn rồi đó. Cố lên. Lên cấp 4 rồi cũng có có lên 5 chứ Nam. Yeah. Quá đẹp. Ok. Tính ra khả đọc 8 phát lên được 4 phát. Tỷ lệ là 50-50. Quá đẳng cấp anh em ơi, tính ra đọc 8 phát lên được cấp 4 là tỷ lệ 50-50. Cứ đọc 2 cái lên được 1 cái, đọc 2 cái lên 1 cái, đọc 2 cái lên 1 cái, đọc 2 cái lên 1 cái. Quá đẹp, quá tuyệt vời anh em ơi. Quá tuyệt vời. Úi trời ơi. Quá tuyệt vời. Quá đẹp. Đó. Hay quá khán cảnh em anh em ơi. Đấy. Tại này sẽ gom cục bộ cục 5, cục thối phiến tay vượt cấp 5 sẽ ép nha anh em. Quá đẹp.
Ok. Quá đẹp anh em ơi, thực sự là không ngờ em ơi. Mình thực sự là mình quá may mắn trong clip này luôn anh em ơi. Anh em đang xem đừng quên đỡ lại một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Và bây giờ Khả cho anh em xem sơ qua sức đồ Khả anh em ơi. Nãy cũng có nhiều anh em hỏi sơ sức đồ á. Hiện tại thì sức đồ của Khả là đang kiểu như thế này cho anh em xem. Hiện tại đỡ mà nói thì Khả sẽ đang có là 120 chón 80 chậm. Đó, sức đồ như thế này. Quá đẹp rồi em ơi, cấm đam mà cấm đam phải gom từ từ nè em ơi. Đây, set một set cực phẩm nhu tình mắt ọp nha em. Đó, mắt ọp. Ngọc bội nhu tình cực phẩm. Nhẫn 24. Áo tương đối cực phẩm nè em ơi. 194 sinh lực. 5 điểm nữa là cực phẩm rồi. Đó. Liên thì thiếu 5 điểm thôi không sao. Khả thấy vẫn cực phẩm nè em ơi. Khả mua cái áo này hết 12 ca dạng. Ngọc bội này hết 14 ca dạng, hết 26 ca dạng nè em ơi. 26 ca dạng là gần 2 triệu điểm đồng. Là đỡ sở hữu set này. Rồi một cây vũ khí liên tiệp. Cây vũ khí liên tiệp 250, 200, 200 và 50 chón. Và đang mang độ dày tóc 39, sinh lực lực cao và khám hỏa 17 và chón 30. Hiện nay đang có 80 chón này. Đó, kèm với nhẫn này là có 120 chón này nè. Đó, thấy chưa. Nếu như nhẫn kim quang khởi hết hàng thì Khả sẽ sở hữu 120 chón thay đánh. Ở lượng làm chậm sẽ có từ đại lượng thuộc lý 19, 20 làm chậm sinh lực cao. Nón thuộc lý mà và làm chậm 20 sinh lực cao. Thì kèm với giá trị là 80 chậm nha nè. Một bậc tây kháng lôi 29, sinh lực cao, nỗ lực cao đó. Ok cho anh em, con ngựa mới lên cấp 5 nữa thì ôi trời ơi quá tuyệt vời. Một ấn tín phần thuộc lý 25 và một cái chân sức 200 sinh lực và một cái kháng cả 5 đó. Đại kháng của Khả này nè em ơi. Lên ui đủ tưởng mình được 75 cộng 2 chứ hèn gì đứng gần nhà mi nè mà. Đứng gần nhà mi được bao nhiêu kháng này? Được 25 kháng, được 25 kháng, hiện diện lên cộng 2. Ok, quá đẹp anh em ơi. Hôm nay là hết nhỏ đây em ơi. Anh em đang xem đừng quên đỡ lại là Khải một like cho xem ủng hộ cho anh em ơi. Đó, đó là Khải mang đều hướng 120 chón nha. Còn nếu mà tầm kháng như thế này, Khải muốn thêm kháng lôi, Khải sẽ mang nhận kháng lôi này và bỏ chón ra. Khải sẽ được 73 kháng lôi. Đó. 73 kháng lôi. Mà kháng hỏa hơi thấp anh em ơi. Theo hướng đó hơi thấp. Đồng mang cái này đó. Vừa kháng hỏa vừa kháng lôi luôn đó. Ok. Rồi. Hiện tại cái này Khải mới mua kỹ năng một cấp được Khải đánh anh em ơi. Đó Khải đánh móc 81 đó. Khải sẽ lấy hai cái đó ra. Hiện tại Khải đang định sắm thêm cái phi phong kỹ năng một cấp nữa. Thì Khải sẽ được số kỹ năng cũng có. Lúc đó đánh sẽ ngon nữa anh em ơi. Rồi quá đẹp. Quá đẹp. Đang ép đồ bằng anh. Rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại Khải một like, một chia sẻ, ủng hộ chơi ở video lần này nha em ơi. Và video này quá thành công khi con ngựa lên như thế này là quá tuyệt vời em ơi. Thực sự là một cái video rất là trong mong đợi của anh em luôn á. Đừng quên một like, chia sẻ, ủng hộ mạnh nha em ơi. Và đừng quên kết vào link bên dưới, Khải có ghi bên dưới, ghé kênh TikTok cho Khải một follow như là một theo dõi để theo dõi những video cover nhạc như là những sản phẩm Khải bán trên TikTok nha em. Ok, cảm ơn rất nhiều nha. Cảm ơn anh em. Chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha.